Viết Sơn Audio xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể quý vị và các bạn đam mê âm thanh trên toàn quốc. Và trong video ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn bên cửa hàng của tôi về được các cái dòng loa Bose. Gồm có loa Bose 301 Series 3 màu đen và 301 Series 4 màu đen. Tất cả các mặt hàng này thì đều trùng đôi trùng cặp và hàng nguyên zin 100%. Và dòng Bose 501 Series 4. Đối với các đôi loa mà tôi quay trong clip trước thì đã bán hết và đây là lô loa mới. Tất cả các mặt hàng thì đều tuyển chọn đi đường bay về rất là đẹp. Thực ra hàng đi đường bay hoặc là đi đường container về thì nó không có gì là khác nhau, nó chỉ khác nhau ở cái độ đẹp. Chứ nhiều người tưởng rằng là đi đường bay về nó đắt. Đi đường bay và đi đường container nếu hàng đẹp thì nó có cái giá trị như nhau. Nó đắt là do hàng đẹp, hàng zin, hàng xịn, chứ không phải là đắt là do đi đường bay. Quý vị và các bạn lưu ý là như vậy. Và những đôi loa tuyển chọn thì thường thường người ta đi đường bay cho nó nhanh và nó an toàn hơn. Cho quý vị và các bạn xem qua về cái phía trong của nó. Hàng này nguyên zin. Đối với dòng loa Bose thì đa số của nó là gần đều zin. Vì Series 3 thì nó sản xuất đời 93, 94, 95 nên cái gần của nó vẫn tồn tại. Hàng rất là đẹp. Dòng Series 3 thì chúng ta kết hợp hát karaoke và nghe nhạc. Chúng ta kết hợp đánh cùng các cái dòng âm ly Jaguar của Hàn Quốc như 203N, 506, 203 ba la mã. Dòng Series 4 thì nó sản xuất lại sau này thì gân của nó đương nhiên là vẫn còn zin. Rất là đẹp. Series 4 nó ra sau nên gân của nó còn khá là bền. Tất cả các mặt hàng thì trùng đôi trùng cặp. Đối với dòng Series 3 màu đen thì nó có giá trên dưới 13 triệu đồng tùy từ độ đẹp xuất sắc. Còn dòng Series 4, 301 Series 4 màu đen nó có giá trên dưới 8 triệu rưỡi tùy độ đẹp xuất sắc. Cái mặt hàng ở bên cửa hàng của tôi về thì quý vị và các bạn hay xem kênh YouTube của Viết Sơn Audio. Quý vị và các bạn biết là bên cửa hàng của tôi chuyên lấy hàng tuyển chọn, ít khi lấy hàng xấu và hàng theo lô theo đống, toàn hàng tuyển chọn. Kể cả như một đôi loa rất rẻ tiền, bên cửa hàng của tôi cũng đều lấy hàng chọn. Chẳng hạn như đôi loa Bro Audio này nó có giá chỉ hơn 3 triệu đồng thôi, đều lấy hàng tuyển chọn. Đây là dòng súp Yamaha, dòng súp SVK800, dòng Bassnel. Hôm nay thì về được một chiếc Yamaha màu đen này. Quý vị nào các bạn có nhu cầu thì sẽ bán cho quý vị và các bạn cái giá nó khá là hợp lý. Loa BMB tuyển chọn rất là đẹp, dòng BMB 2000C và các cái mã như 850C, 450C thì như hôm trước tôi quay rồi hàng về khá là nhiều. Hàng đi đường bay nhưng đóng gói rất là cẩn thận. Đi đường bay, đây là cái thùng bìa cắt tông từ bên Mỹ. Quý vị và các bạn nhìn nó đóng gói rất cẩn thận. Đóng thùng xốp như gửi bưu điện. Cho dù là đi đường bay, nhưng đóng rất cẩn thận. Và tôi khui ra một số đôi để quay cho quý vị và các bạn nhìn cái độ đẹp của nó. Và báo cho quý vị và các bạn. Thông báo về cái mặt hàng đã về và báo giá cho quý vị và các bạn. Đây là dòng Bose 501 Series 4. Hàng đẹp có giá 22 triệu đồng. Ngoài các cái dòng loa Bose Mỹ, loa BMB thì bên cửa hàng của tôi còn có các cái dòng như JBL, ETC, các cái mã loa full thì khá là nhiều. Đây là dòng loa Bose Hồng Kông. Dòng loa Bose Hồng Kông thì có dòng 301 Series 3 và dòng loa 4.2. Dòng này thì nó là dòng loa full thùng xốp. Bên cửa hàng của tôi vẫn còn hàng. Vì có một số quý vị và các bạn cứ gọi điện hỏi còn hàng loa Bose Hồng Kông hay không. Bên cửa hàng của tôi vẫn còn hàng. Có giá là 3 triệu 5. Cái dòng này thì chơi nó cũng khá là tốt. Nếu như quý vị và các bạn chúng ta cái điều kiện kinh tế nó hạn hẹp thì chúng ta dùng các cái dòng loa này. Đây hôm nay bên cửa hàng của tôi gửi đi khá là nhiều. Đôi loa BKS100 gửi về Mỹ Hào Hưng Yên có giá 4 triệu 2. Hàng rất là đẹp. Còn đây là 3 đôi Bose gửi về Hải Phòng. Trong đó có 2 đôi 301 Series 3 và 1 đôi loa 4.2. Cái dòng này nếu như điều kiện kinh tế của chúng ta hạn hẹp thì chúng ta chơi nó cũng khá là tốt. Còn chúng ta điều kiện kinh tế nó có thì chúng ta chơi loa Mexico.
Và trong video ngày hôm nay thì tôi giới thiệu qua cho quý vị và các bạn những cái mẫu lo bốt đã về trong cửa hàng. Và quý vị và các bạn khi mua lo bốt thì chúng ta hết sức lưu ý rằng lo bốt hàng xịn, hàng đẹp, hàng zin thì nó đều có cái giá chung trên thị trường. Các cái cửa hàng lớn họ bán cái giá tương đối là giống nhau. Nó chỉ lệch trong vòng khoảng 500.000 tùy độ đẹp. Chứ không có cái loa bốt mà quý vị và các bạn mua nó quá rẻ. Cái loa bốt mua nó quá rẻ là mua phải cái dòng loa đã làm lại thùng, thay côn, thay nhện, thay màng thì cái giá nó rẻ. Chứ còn loa bốt hàng zin xịn thì không có một cửa hàng nào bán cái giá nó rẻ. Hầu như các cửa hàng lớn nhập các cái dòng loa từ Mỹ về bán có cái giá chung rất là giống nhau. Nó chỉ chênh lệch nhau tầm 500.000 tùy từ cái độ đẹp xuất sắc. Còn quý vị và các bạn chúng ta tham rẻ, chúng ta mua rẻ hơn tầm 1 triệu, 2 triệu bạc thì chúng ta nên xem xét lại về cái chất lượng của loa. Một khi chúng ta đã chơi bỏ ra mười mấy triệu thì chúng ta không nên đắn đo một vài triệu để cuối cùng chúng ta mua với những đôi loa đã bị làm lại côn, làm lại màng, làm lại thùng. Thì nó cái số tiền chúng ta bỏ ra nó mất giá trị và chúng ta chơi nó không được đúng cái dòng loa xịn và loa đã được sửa chữa tái chế các kiểu. Quý vị và các bạn nhớ nút đăng ký kênh và nút chuông thông báo để luôn cập nhật được những video do Vidsơn Audio làm tiếp theo. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại trên màn hình 0978 527 827. Cửa hàng của tôi sẽ ship hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có nhu cầu mua hàng tại cửa hàng xin đến địa chỉ ở phố Cò, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Cửa hàng nằm ở mặt đường quốc lộ 3, cách bệnh viện C Thái Nguyên 500m, cách nhà máy Samsung Phổ Yên 5km, cách sân bay quốc tế Nội Bài dọc đường quốc lộ 3 30km về hướng Bắc. Vidsơn Audio xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong clip tiếp theo.